thấy con ông bà đó là con nói nó uống sing.
Lời Chúa theo Thánh Matthew. Bấy giờ có mấy người Pharisêu và mấy kinh sư từ Jerusalem đến gặp Đức Giêsu và nói rằng: Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân, không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời: Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo: Ai nói với cha, với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa. Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời lên Chúa. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sẽ chịu đau nhổ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Xin mừng Maria, ngày ơn cũng đứng Chúa Trời ở cùng bà, có phúc đã hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc đã. Ave Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, thì nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, ngày ơn cũng đứng Chúa Trời ở cùng bà, trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Sang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con tại vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn tiên nhân được lên Chúa nghỉ ngơi, và xem thay mặt Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Chúng con trông cậy lên Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin Chúa che chở bảo vệ chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, được cử động chiến binh binh xa lang, mong Chúa chúng con cho mọi sự dự. Amen. Lạy Đức Thánh Cha Thiên.